Ý nghĩa sống kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn cùng đến với chuyên đề Top 10 nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế kỷ 20. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang sống trong thế kỷ 21, được thừa hưởng rất nhiều những thành tựu khoa học từ những nhà khoa học vĩ đại của thế kỷ 20 và cả những thế kỷ trước. Họ xuất hiện như những vị thần, biến điều không thể thành có thể bằng nhiều cách khác nhau trong nhiều lĩnh vực, từ y học, sinh học, vật lý, điện tử, không gian đến các ngành công nghiệp sản xuất nói chung, v.v. đã thay đổi cuộc sống của toàn nhân loại. Sau đây là danh sách top 10 nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới trong thế kỷ 20, chiếu theo bảng xếp hạng top 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới trong thế kỷ 20 do tạp chí Time của Mỹ công bố vào năm 1998. Top 10 nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế kỷ 20. 1. Leo Baekeland, cha đẻ ngành nhựa. Leo Hendrik Baekeland, sinh năm 1863, mất năm 1944, là một nhà hóa học người Mỹ gốc Bỉ. Ông được biết đến nhiều nhất với phát minh ra giấy ảnh Velox vào năm 1893 và nhựa Bakelit vào năm 1907. Ông được mệnh danh là cha đẻ của ngành nhựa vì phát minh ra Bakelit, một loại nhựa rẻ tiền, không bắt lửa và linh hoạt, đánh dấu sự khởi đầu của ngành nhựa hiện đại. Ông có bằng tiến sĩ ở tuổi 21, sau một thời gian ngắn được bổ nhiệm làm giáo sư vật lý và hóa học tại trường cao đẳng chính phủ ở Bruges vào năm 1887 đến năm 1889. Ông được bổ nhiệm làm phó giáo sư hóa học tại Đại học Gent vào năm 1889. Vào năm 1900, ông đến Đức để bồi dưỡng về điện hóa học tại Viện Kỹ thuật Charlottenburg. Vào năm 1917, Baekeland trở thành giáo sư theo sự bổ nhiệm đặc biệt tại Đại học Columbia. Vào năm 1919, ông chính thức có quốc tịch Hoa Kỳ. Việc phát minh ra Bakelit đánh dấu sự khởi đầu của thời đại nhựa. Bakelit là loại nhựa đầu tiên được phát minh có thể giữ được hình dạng sau khi nung nóng. Radio, điện thoại và chất cách điện được làm bằng Bakelit vì khả năng cách điện và chịu nhiệt tuyệt vời. Chẳng bao lâu, các ứng dụng của nó đã lan rộng đến hầu hết các ngành công nghiệp. Baekeland nhận được nhiều giải thưởng và danh hiệu, trong đó có huân chương Parkin vào năm 1916, huân chương Franklin vào năm 1940. Năm 1978, ông được truy tặng vào đại sảnh danh vọng nhà phát minh quốc gia tại Akron, Ohio. Ông được giới thiệu vào đại sảnh danh vọng nhựa vào năm 1974. Vào thời điểm Baekeland qua đời vào năm 1944, sản lượng Bakelit trên thế giới là khoảng 175.000 tấn và được sử dụng trong hơn 15.000 sản phẩm khác nhau. Ông nắm giữ hơn 100 bằng sáng chế, bao gồm các quy trình tách đồng và cadmium cũng như quá trình ngâm tẩm gỗ. 2. Tim Berners-Lee, nhà phát minh World Wide Web. Sir Timothy Sean Berners-Lee, sinh năm 1955, còn được gọi là Tim BL, là một nhà khoa học máy tính người Anh. Ông là người phát minh ra World Wide Web, ngôn ngữ đánh dấu HTML, hệ thống URL và HTTP. Ông là giáo sư nghiên cứu tại Đại học Oxford và là giáo sư danh dự tại Viện Công nghệ Massachusetts MIT. Xuất thân trong gia đình có cha mẹ là những nhà khoa học máy tính. Ngay từ khi còn học đại học, Berners-Lee đã chế tạo được một chiếc máy tính từ một chiếc TV cũ mà ông mua từ một cửa hàng sửa chữa. Berners-Lee đã đề xuất một hệ thống quản lý thông tin vào ngày 12 tháng 3 năm 1989 và thực hiện giao tiếp thành công đầu tiên giữa máy khách và máy chủ giao thức truyền siêu văn bản HTTP qua Internet vào giữa tháng 11 năm 1989. Ông đã nghĩ ra và triển khai trình duyệt web và máy chủ web đầu tiên, đồng thời thúc đẩy sự phát triển bùng nổ sau đó của web. Ông là nhà sáng lập và là chủ tịch của World Wide Web Consortium W3C, tổ chức giám sát sự phát triển liên tục của web. Ông đồng sáng lập với Rosemary Leach World Wide Web Foundation. Tháng 4 năm 2009, ông được bầu làm phó viện trưởng nước ngoài của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia. Và tháng 6 năm 2009, Thủ tướng Anh lúc bấy giờ là Gordon Brown tuyên bố rằng Berners-Lee sẽ làm việc với chính phủ Anh để giúp làm cho dữ liệu trở nên cởi mở và dễ tiếp cận hơn trên web, dựa trên công việc của lực lượng đặc nhiệm sức mạnh thông tin.
Bernoullis là nhà khoa học nghiên cứu cấp cao và là người giữ chức chủ tịch nhà sáng lập Tricom tại Phòng Thí nghiệm Khoa học Máy tính và Trí tuệ Nhân tạo MIT. Ông là giám đốc của sáng kiến nghiên cứu khoa học WEF và là thành viên ban cố vấn của Trung tâm Trí tuệ Tập thể MIT. Năm 2011, ông được bổ nhiệm làm thành viên ban quản trị của quỹ Ford và là người sáng lập và chủ tịch của Viện Dữ liệu Mở và hiện là cố vấn của mạng xã hội MeWe. Năm 2004, Bernoulli được nữ hoàng Elizabeth đệ nhị phong tước hiệp sĩ vì những đóng góp cho sự phát triển Internet toàn cầu. Ông đã được trao tặng giải thưởng Turing, thường được xem như giải Nobel trong tin học, vào năm 2016 vì đã phát minh ra World Wide Web, trình duyệt web đầu tiên, cũng như các giao thức và thuật toán cơ bản cho phép web mở rộng quy mô. Ông có tên trong danh sách 100 người quan trọng nhất thế kỷ 20 của tạp chí Times và đã nhận được một số giải thưởng khác cho phát minh của mình. Tạp chí Times đã ghi nhận rằng Tim Berners-Lee đã tạo ra World Wide Web và tạo ra một phương tiện đại chúng cho thế giới. World Wide Web là của riêng Berners-Lee. Ông ấy đã thiết kế nó, ông ấy đã đưa nó vào thế giới và hơn bất kỳ ai khác, ông ấy đã đấu tranh để giữ cho nó luôn mở, không độc quyền và miễn phí. 3. Rachel Carson là nhà động vật học và sinh học biển. Rachel Louise Carson, sinh năm 1907, mất năm 1964, là một nhà sinh vật học, tác giả và là nhà bảo tồn biển người Mỹ. Các tác phẩm của bà, đặc biệt là cuốn Silent Spring, có nghĩa là Mùa Xuân Lặng Lẽ, xuất bản vào năm 1962, đã có ảnh hưởng sâu sắc, giúp thúc đẩy phong trào bảo vệ môi trường toàn cầu. Carson từ nhỏ đã quan tâm đến thế giới tự nhiên quanh ta, đặc biệt bà có biệt tài viết văn. Ngay từ khi lên 8 tuổi, bà đã viết ra các tác phẩm về động vật. 10 tuổi, bà đã có tác phẩm xuất bản đầu tiên. Năm 1932, bà lấy bằng thạc sĩ về động vật học tại Đại học Johns Hopkins. Vào những năm 1950, Carson bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là nhà sinh vật học thủy sinh tại Cục Thủy sản Hoa Kỳ và trở thành nhà văn toàn thời gian về thiên nhiên. Cuốn sách The Sea Around Us, có nghĩa là Đại dương quanh ta, bán chạy nhất vào năm 1951, được ca ngợi rộng rãi đã mang về cho bà giải thưởng sách quốc gia Hoa Kỳ. Cuốn sách The Edge of the Sea, có nghĩa là Rìa biển, và phiên bản tái bản của cuốn sách đầu tiên của bà Under the Sea Wire, có nghĩa là Dưới gió biển, tiếp tục là những cuốn sách bán chạy nhất. Bộ ba tác phẩm về biển này giúp con người khám phá sâu rộng đời sống đại dương từ bờ biển đến vực sâu. Cuối những năm 1950, Carson quan tâm đến lĩnh vực bảo tồn, đặc biệt là một số vấn đề mà bà tin là do thuốc trừ sâu tổng hợp gây ra. Kết quả là cuốn sách Mùa Xuân Lặng Lẽ, xuất bản vào năm 1962, đã mang đến mối lo ngại chưa từng có về môi trường cho một bộ phận người dân Mỹ. Mặc dù Mùa Xuân Lặng Lẽ vấp phải sự phản đối gay gắt của các công ty hóa chất, nhưng nó đã thúc đẩy sự đảo ngược chính sách thuốc trừ sâu quốc gia, dẫn đến lệnh cấm toàn quốc đối với DDT và các loại thuốc trừ sâu khác. Cuốn sách này cũng truyền cảm hứng cho một phong trào môi trường cấp cơ sở, dẫn tới việc thành lập Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ. Carson đã được Tổng thống Jimmy Carter trao tặng huân chương tự do của Tổng thống. Tên của bà Rachel Carson đã trở thành tên của các giải thưởng danh giá được trao tặng bởi các tổ chức từ thiện, giáo dục và học thuật. 4. Francis Crick và James Watson, hai nhà khoa học đồng khám phá ra DNA. Francis Harry Compton Crick, sinh năm 1916, mất năm 2004, là một nhà sinh vật học, vật lý học phân tử người Anh. Ông cũng là một nhà bác học nghiên cứu về hệ thần kinh. Ông là một nhà sinh vật học phân tử đóng vai trò quan trọng trong nghiên cứu về giải mã di truyền. Từ bé, Crick đã đam mê đọc sách. Ông đã bị thu hút bởi khoa học và những gì có thể học được từ sách. Ông thích tìm kiếm câu trả lời bằng khoa học hơn là niềm tin tôn giáo. Tiến sĩ Francis Crick được biết đến rộng rãi nhờ vào việc sử dụng thuật ngữ giáo điều trung tâm để tóm tắt ý tưởng rằng một khi thông tin được truyền tải từ acid nucleic, tức là DNA hoặc RNA, sang protein, nó không thể chảy ngược trở lại acid nucleic. Nói cách khác, bước cuối cùng trong dòng thông tin từ acid nucleic đến protein là không thể đảo ngược. Francis Crick
được biết đến nhiều nhất với công trình đồng phát hiện ra cấu trúc phân tử DNA vào năm 1953. Bài báo của Crick và Watson trên tạp chí Nature vào năm 1953 đã đặt nền móng cho việc tìm hiểu cấu trúc và chức năng của DNA. Cùng với Mordray Wilkins, Crick và Watson cùng được trao giải Nobel Sinh lý học và Y học vào năm 1962 vì những khám phá liên quan đến cấu trúc phân tử của axit nucleic và tầm quan trọng của nó đối với việc truyền thông tin trong vật chất sống. Dựa trên một nghiên cứu nhiễu xạ tia X của Rosalie Franklin, Crick và Watson đã chỉ ra rằng phân tử DNA có hình dạng như một cầu thang xoắn ốc. Bốn nhân tố hóa học khác nhau tạo nên các bậc thang trong chuỗi xoắn kép và lặp lại với một trình tự đa dạng, tạo nên mã di truyền. Mã di truyền có trong gen, đơn vị mã hóa cho các protein. Protein chính là chất đảm nhiệm hầu hết các chức năng của một hệ thống sống. Francis Crick, James Watson, Rosalind Franklin và Mordray Wilkins đóng vai trò quan trọng trong việc giải mã cấu trúc xoắn ốc của phân tử DNA. Trong sự nghiệp nghiên cứu khoa học của mình, Francis Crick, người được mệnh danh là đã nghiên cứu khoa học đến phút cuối cùng, đã nhận được rất nhiều giải thưởng danh giá, tiêu biểu như giải thưởng Albert Schweitzer cho nghiên cứu y học cơ bản vào năm 1960, giải thưởng quốc tế của quỹ Gardner vào năm 1962, giải Nobel vào năm 1962, huy chương Mendel vào năm 1966, huy chương Hoàng gia vào năm 1972, huy chương Copley vào năm 1975, huân chương ngài Hansgrohe vào năm 1977, huy chương Albert vào năm 1987, giải thưởng Golden Blade của Học viện Thành tựu Hoa Kỳ vào năm 1987, huân chương Công trạng vào năm 1991. Các cuốn sách khoa học tiêu biểu của ông như What Man Pursued, Quan điểm cá nhân về khám phá khoa học vào năm 1990, Giả thuyết đáng kinh ngạc, Cuộc tìm kiếm linh hồn một cách khoa học vào năm 1995. James Dewey Watson, sinh năm 1928, là một nhà sinh học phân tử, nhà di truyền học và nhà động vật học người Hoa Kỳ. Vào năm 25 tuổi, ông đã nổi tiếng với công trình khám phá ra cấu trúc DNA. Từ thuở bé xíu, Watson đã làm cho mọi người phải kinh ngạc vì sự thông minh nổi trội của mình. James Watson đã từng học tại Đại học Chicago và Đại học Indiana. Watson từng giảng dạy, nghiên cứu và nắm giữ những chức vụ cao cấp tại Đại học Cambridge, nơi ông gặp Francis Crick, Đại học Harvard, Cochrane Harvard, Viện Y tế Quốc gia. Những cuốn sách khoa học nổi tiếng của tiến sĩ Watson phải kể đến Sinh học phân tử của gen vào năm 1965, Chuỗi xoắn kép vào năm 1968, nói về việc phát hiện DNA. Từ năm 1988 đến 1992, Watson liên kết với Viện Y tế Quốc gia giúp thành lập dự án Bộ Gen Người, hoàn thành nhiệm vụ lập bản đồ Bộ Gen Người vào năm 2003. Các giải thưởng tiêu biểu ông đã nhận như giải Eli Lilly về hóa sinh năm 1960, giải Nobel vào năm 1962, giải John J. Carty cho thăng tiến khoa học vào năm 1971. 5. Albert Einstein, cha đẻ của thuyết lượng tử, phát triển thuyết tương đối tổng quát, một trong hai trụ cột của vật lý hiện đại. Albert Einstein, sinh năm 1879, mất năm 1955, là một nhà vật lý lý thuyết người Mỹ, sinh ra và lớn lên tại Đức, gốc Do Thái. Ông được công nhận là một trong những nhà vật lý vĩ đại nhất mọi thời đại, người đã phát triển thuyết tương đối tổng quát, một trong hai trụ cột của vật lý hiện đại. Trụ cột còn lại là cơ học lượng tử. Ông nổi tiếng với những công trình nghiên cứu khoa học về thuyết tương đối rộng, thuyết tương đối hẹp, hiệu ứng quang điện, phương trình E bằng M nhân C bình phương, tức là phương trình khối lượng năng lượng, E bằng HF, tức là phương trình Planck-Einstein, thuyết chuyển động Brown, phương trình trường Einstein, thống kê Bose-Einstein, ngân tụ Bose-Einstein, sóng hấp dẫn, hằng số vũ trụ, thuyết trường thống nhất, nghịch lý EPR. Trong đó, E bằng M nhân C bình phương đã trở thành phương trình nổi tiếng nhất thế giới về sự tương đương khối lượng với năng lượng. Ông được trao giải Nobel vật lý vào năm 1921 cho những cống hiến của ông đối với vật lý lý thuyết và đặc biệt cho sự khám phá ra định luật của hiệu ứng quang điện. Công trình về hiệu ứng quang điện của ông đã mang tính bước ngoặt, khai sinh ra lý thuyết lượng tử. Khi bắt đầu sự nghiệp của mình, Einstein đã nhận ra cơ học Newton không còn có thể thống nhất các định luật của cơ học cổ điển với các định luật của trường điện từ. Từ đó,
ông phát triển thuyết tương đối đặc biệt với các bài báo đăng trong năm 1905. Đặc biệt, ông nhận thấy nguyên lý tương đối có thể mở rộng cho cả trường hấp dẫn, và điều này dẫn đến sự ra đời của lý thuyết hấp dẫn trong năm 1916, năm ông xuất bản một bài báo về thuyết tương đối tổng quát. Ông tiếp tục nghiên cứu các bài toán của cơ học thống kê và lý thuyết lượng tử, trong đó đưa ra những giải thích về lý thuyết hạt và sự chuyển động của các phân tử. Ông cũng nghiên cứu các tính chất nhiệt học của ánh sáng và đặt cơ sở cho lý thuyết lượng tử ánh sáng. Năm 1917, Einstein sử dụng thuyết tương đối tổng quát để miêu tả mô hình cấu trúc của toàn thể vũ trụ. Cùng với Chatedra Nabos, vào năm 1924 đến năm 1925, ông tiên đoán một trạng thái vật chất mới, đó là ngưng tụ Bose-Einstein của những hệ lượng tử ở trạng thái gần độ không tuyệt đối. Tuy là cha đẻ của thuyết lượng tử, nhưng ông lại tỏ ra khắt khe với lý thuyết này. Điều này thể hiện qua những tranh luận của ông với Niels Bohr và nghịch lý EPR về lý thuyết lượng tử. Khi ông đang thăm Hoa Kỳ, thì Adolf Hitler lên nắm quyền vào năm 1933. Do vậy, ông đã không trở lại Đức, nơi ông đang là giáo sư ở Viện Hàn Lâm Khoa học Berlin. Ông định cư tại Hoa Kỳ và chính thức trở thành công dân Mỹ vào năm 1940. Cùng thời gian này, ông đã khẩn thiết kêu gọi các nước phương Tây chuẩn bị chống lại sự tấn công của nước Đức. Và lúc sắp diễn ra Thế chiến lần 2, ông đã ký vào một lá thư cảnh cáo Tổng thống Franklin D. Roosevelt rằng Đức Quốc xã có thể đang nghiên cứu phát triển một loại bom mới cực kỳ nguy hiểm và khuyến cáo nước Mỹ nên có những nghiên cứu tương tự. Điều đó dẫn đến sự ra đời của dự án Manhattan sau này. Einstein ủng hộ việc bảo vệ các lực lượng đồng minh, nhưng nhìn chung, ông chống lại việc sử dụng phát kiến mới về phân hạch hạt nhân làm vũ khí. Sau này, cùng với nhà triết học người Anh Bertrand Russell, ông đã ký tuyên ngôn Russell-Einstein nêu bật sự nguy hiểm của vũ khí hạt nhân. Einstein làm việc tại viện nghiên cứu cao cấp ở Princeton, New Jersey cho đến khi ông qua đời vào năm 1955. Sau khi James Weizmann, vị tổng thống đầu tiên của Israel qua đời vào tháng 11 năm 1952, Thủ tướng David Ben-Gurion đã đề xuất Einstein làm tổng thống kế nhiệm, chủ yếu với vai trò danh dự. Song Albert Einstein đã từ chối. Vào năm 1954, một năm trước khi qua đời, Einstein đã nói với người bạn già của mình, Linus Pauling rằng: "Tôi đã gây ra một trong những lỗi lầm lớn nhất trong cuộc đời, đó là tôi ký vào bức thư gửi Tổng thống Roosevelt khuyến nghị nên chế tạo bom nguyên tử, với một số biện hộ sẽ nguy hiểm nếu người Đức có được nó." Những năm cuối đời, Einstein chuyển sang lối sống chay tịnh. Einstein đã công bố hơn 300 bài báo khoa học và hơn 150 bài viết khác về những chủ đề khác nhau. Ông cũng nhận được nhiều bằng tiến sĩ danh dự trong khoa học, y học và triết học từ nhiều cơ sở giáo dục đại học ở châu Âu và Bắc Mỹ. Ông cũng được trao tặng rất nhiều giải thưởng lớn, tiêu biểu như Huy chương Barnard vào năm 1920, Giải Nobel Vật lý năm 1921, Huy chương Mattusi năm 1921, Forman Ars năm 1921, Huy chương Copley năm 1925, Huy chương vàng của Hội Thiên văn học Hoàng gia năm 1926, Huy chương Max Planck năm 1929, Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ vào năm 1942. Einstein được tạp chí Time bầu chọn là một trong những người có ảnh hưởng nhất thế kỷ 20. Đặc biệt, Albert Einstein còn được chọn làm nhân vật của thế kỷ vì ông là nhà khoa học ưu tú và có các đóng góp to lớn cho ngành khoa học. Nhà vật lý và lịch sử khoa học Abraham Pius viết: "Nếu được nói một câu ngắn gọn về tiểu sử Einstein, tôi có thể nói rằng ông là con người tự do nhất mà tôi đã từng biết." Và một câu về sự nghiệp khoa học của ông: "Tôi có thể viết, ông giỏi hơn bất kỳ ai trước hoặc sau ông. Ông biết cách phát minh ra các nguyên lý bất biến và biết cách sử dụng các định luật thống kê." 6. Philo Farnsworth, người đã phát minh ra TV. Philo Taylor Farnsworth, sinh năm 1906, mất năm 1970, là nhà phát minh và là nhà tiên phong về truyền hình người Mỹ. Ông đã có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển ban đầu của truyền hình điện tử. Ông được biết đến nhiều nhất với phát minh vào năm 1927 về thiết bị thu nhận hình ảnh điện tử đầy đủ chức năng đầu tiên, máy phân tích hình ảnh cũng như hệ thống truyền hình hoàn chỉnh và đầy đủ chức năng đầu tiên. Vào ngày 7 tháng 9 năm 1927, ống máy ảnh phân tích hình ảnh của Farnsworth truyền hình ảnh đầu tiên của nó, một đường thẳng đơn giản, tới một máy thu ở một phòng khác trong phòng thí nghiệm của ông tại San Francisco.
vợ ông kể lại rằng ông đã phá vỡ sự im lặng choáng váng của các trợ lý phòng thí nghiệm bằng cách nói: "Các bạn đây rồi, tivi điện tử." Nguồn của hình ảnh là một tấm kính được chiếu sáng ngược bởi một ngọn đèn hồ quang. Cần có một nguồn cực sáng do thiết kế có độ nhạy sáng thấp. Đến năm 1928, Farnsworth đã phát triển hệ thống đầy đủ để tổ chức một cuộc trình diễn cho báo chí. Những người ủng hộ ông đã yêu cầu được biết khi nào họ sẽ nhìn thấy đô la từ phát minh này. Vì vậy, hình ảnh đầu tiên được hiển thị là một ký hiệu đô la. Năm 1929, thiết kế được cải tiến hơn nữa bằng cách loại bỏ máy phát điện. Vì vậy, hệ thống truyền hình bây giờ không có bộ phận cơ khí. Năm đó, Farnsworth truyền đi những hình ảnh trực tiếp đầu tiên của con người bằng hệ thống truyền hình của mình, bao gồm một hình ảnh dài 3,5 inch của vợ ông là Pam Farnsworth. Chia sẻ về thời điểm khởi phát sáng kiến cho phát minh của mình, Farnsworth nói: "Đã có những nỗ lực tạo ra một hệ thống truyền hình sử dụng đĩa cơ, gương quay và gương rung. Tất cả đều là cơ khí. Đóng góp của tôi là loại bỏ các bộ phận chuyển động và làm cho mọi thứ hoàn toàn bằng điện tử. Và đó là ý tưởng mà tôi có khi tôi mới là học sinh năm nhất trung học vào mùa xuân năm 1921 ở tuổi 14. Farnsworth đã phát triển một hệ thống truyền hình hoàn chỉnh với máy thu và máy ảnh, được ông sản xuất thương mại thông qua tập đoàn phát thanh và truyền hình Farnsworth từ năm 1938 đến năm 1951 tại Fort Wayne, Indiana. Farnsworth còn phát minh ra một thiết bị nhiệt hạt hạt nhân nhỏ, Farnsworth Fusion, sử dụng phương pháp giam giữ tĩnh điện quán tính, IEC. Giống như nhiều thiết bị nhiệt hạt, nó không phải là thiết bị thực tế để tạo ra năng lượng hạt nhân, mặc dù nó cung cấp một nguồn neutron khả thi. Thiết kế của thiết bị này là nguồn cảm hứng cho các phương pháp nhiệt hạt khác, bao gồm cả khái niệm lò phản ứng Polywell. Farnsworth nắm giữ 300 bằng sáng chế, chủ yếu là về phát thanh và truyền hình. Năm 1984, Farnsworth được vinh danh vào Đại sảnh danh vọng nhà phát minh quốc gia. Ông còn được vinh danh trong Đại sảnh danh vọng của những người tiên phong phát thanh truyền hình Indiana. Trong đó lưu ý rằng, ngoài những thành tựu sáng tạo, công ty của ông còn sở hữu và điều hành đài phát thanh WGL ở Fort Wayne, Indiana. Tác phẩm liên quan đến truyền hình của Farnsworth bao gồm cả ống truyền hình nguyên bản do ông phát triển, đang được trưng bày tại Bảo tàng Tiên phong và Truyền hình Farnsworth ở Idaho. 7. Enrico Fermi, cha đẻ của bom nguyên tử. Enrico Fermi, sinh năm 1901, mất năm 1954, là nhà vật lý lý thuyết và thực nghiệm người Ý, chủ nhân của giải thưởng Nobel vật lý vào năm 1938 cho lý thuyết phóng xạ cảm ứng và phát hiện ra các nguyên tố siêu urani. Trong cuộc đời hoạt động trong lĩnh vực khoa học, ông có nhiều đóng góp quan trọng cho cơ học lượng tử, vật lý hạt nhân, vật lý hạt và cơ học thống kê. Cùng với Robert Oppenheimer, ông được coi là một trong những cha đẻ của bom nguyên tử. Cộng đồng các nhà vật lý đều công nhận Fermi là một trong số rất ít các nhà khoa học vừa giỏi về lý thuyết lẫn thực nghiệm. Những công trình khoa học nổi tiếng của ông tiêu biểu như điều khiển phản ứng hạt nhân dây chuyền, thống kê Fermi-Dirac, lý thuyết phân rã beta. Đóng góp lớn đầu tiên của Fermi trong lĩnh vực cơ học thống kê. Sau khi Wolfgang Pauli đưa ra lý thuyết loại trừ năm 1925, Fermi viết một bài báo với nội dung áp dụng nguyên lý này cho chất khí lý tưởng, mở ra một lý thuyết thống kê mới mà ngày nay gọi là thống kê Fermi-Dirac. Các hạt tuân theo nguyên lý loại trừ ngày nay gọi là fermion, còn những hạt còn lại thuộc nhóm boson. Pauli còn nêu ra giả thuyết về sự tồn tại hạt vô hình chưa quan sát được trung hòa điện và phát ra cùng với electron trong phân rã beta nhằm giải cứu định luật bảo toàn năng lượng trong thế giới vi mô. Fermi ngay lập tức nắm lấy ý tưởng này, ông phát triển một mô hình mới có sự tham gia của hạt giả thuyết này mà ông đặt tên cho nó là neutrino. Lý thuyết của ông mà sau đó các nhà vật lý gọi là tương tác Fermi vẫn được sử dụng trong lý thuyết hoàn chỉnh hơn, đó là lý thuyết tương tác yếu. Nó miêu tả một trong bốn tương tác cơ bản của tự nhiên. Thông qua các thí nghiệm trước đó về phóng xạ cảm ứng cùng với hạt neutron mới được phát hiện, Fermi khám phá ra rằng các neutron chậm dễ dàng bị bắt hơn so với hạt chuyển động nhanh. Và ông nghĩ ra một phương trình khuếch tán nhằm miêu tả hiện tượng này mà ngày nay gọi là phương trình Fermi trong phản ứng hạt nhân. Ông cũng tiến hành thí nghiệm bắn thorium và uranium bằng các neutron chậm.
Đồng thời, sản phẩm ông thu được là những nguyên tố hóa học mới. Vì phát hiện này, ông nhận giải Nobel vật lý. Và các nguyên tố mới sau này được biết là sản phẩm của phản ứng phân hạch. Fermi rời Ý vào năm 1938 để tránh bộ luật mới ảnh hưởng tới những người Do Thái. Trong đó có vợ của ông Laura và định cư tại Hoa Kỳ. Tại đây, ông tham gia vào dự án Manhattan trong thời gian chiến tranh thế giới lần 2. Fermi đứng đầu một đội các kỹ sư thiết kế và xây dựng lò phản ứng Chicago Pi 1. Vào ngày 2 tháng 12 năm 1942, lần đầu tiên họ đã khởi động lò nhân tạo bằng phản ứng hạt nhân dây chuyền tự duy trì khi nhiên liệu hạt nhân đạt khối lượng tới hạn. Ông đã chuyển đến làm việc tại lò Rapid Acton tại Oak Ridge, Tennessee và đưa nó vào hoạt động vào năm 1943, cũng như lò Bi tại khu Hanford đi vào hoạt động vào năm 1944. Ở phòng thí nghiệm quốc gia Los Alamos, ông lãnh đạo phân viện F, nơi thực hiện các thí nghiệm hạt nhân. Fermi cũng có mặt tại vụ thử bom nguyên tử đầu tiên trên thế giới Trinity vào ngày 16 tháng 7 năm 1945. Tại đây, ông thể hiện khả năng tính toán các vấn đề phức tạp như ước lượng sức nổ của quả bom chỉ bằng những thí nghiệm đơn giản và viết công thức sau phong bì. Sau chiến tranh, Fermi là thành viên có ảnh hưởng trong Hội đồng Tư vấn chung của Ủy ban Năng lượng Nguyên tử Hoa Kỳ, một ủy ban khoa học do Robert Oppenheimer làm chủ tịch với vai trò tư vấn các vấn đề và chính sách liên quan đến hạt nhân. Sau vụ thử RDS-1 vào tháng 1 năm 1949, vụ thử bom nguyên tử phân hạch đầu tiên của Liên Xô, Fermi đã viết một bản khuyến nghị cho hội đồng, trong đó phản đối mạnh mẽ việc Hoa Kỳ tiến hành phát triển bom nhiệt hạch hydro cho cả phương diện đạo đức lẫn kỹ thuật. Fermi đã có những nghiên cứu quan trọng trong vật lý hạt, đặc biệt liên quan đến hạt pion và muon. Ông suy đoán rằng tia vũ trụ bị gia tốc trong từ trường của không gian liên sao. Vào năm 1954, ông qua đời do nhiễm phóng xạ. Enrico Fermi đã được trao tặng rất nhiều giải thưởng danh giá như huy chương Martucci vào năm 1926, giải Nobel vật lý năm 1938, huy chương Hertz vào năm 1942, huy chương Cống hiến vào năm 1946, huy chương Franklin vào năm 1947, giải Rumford vào năm 1953. Vào năm 1999, tạp chí Time xếp ông vào top 100 người ảnh hưởng nhất của thế kỷ 20. 8. Alexander Fleming, người phát hiện ra kháng sinh penicillin. Alexander Fleming sinh năm 1881, mất năm 1955, là một bác sĩ, nhà sinh học và đồng thời là một nhà dược lý học người Scotland. Ông được coi là người mở ra kỷ nguyên sử dụng kháng sinh trong y học. Hai khám phá nổi tiếng nhất của ông là khám phá ra enzyme lysozyme vào năm 1923 và khám phá ra chất kháng sinh có hiệu quả rộng rãi đầu tiên trên thế giới, benzyme penicillin hay còn gọi là penicillin G từ nấm mốc Penicillium rubens vào năm 1928. Nhờ đó, ông đã được trao giải Nobel Y học vào năm 1945 cùng với Ernst Boris Chain và Howard Gunther Florey. Alexander Fleming có rất nhiều bài báo về vi khuẩn học, miễn dịch học và hóa trị. Con đường tìm ra hai loại kháng sinh enzyme lysozyme và benzyme penicillin rất đáng ngưỡng mộ. Alexander Fleming sinh sống ở xứ Scotland phía bắc Vương quốc Anh. Tại nơi đây, từ nhỏ, Fleming đã chứng kiến một số người thân bị những căn bệnh nhiễm trùng như là viêm phổi, bạch hầu, viêm màng não mủ, nhiễm trùng huyết, v.v. đã cướp đi mạng sống. Cũng chính vì thế, từ khi còn bé, Fleming đã quyết tâm sẽ trở thành một bác sĩ để cứu giúp những người bệnh. Trong Thế chiến thứ nhất, ông phục vụ trong quân y, chứng kiến nhiều binh lính mất mạng do bị nhiễm trùng. Điều này càng thôi thúc ông tìm ra giải pháp. Sau khi giải ngũ, ông tiếp tục công việc nghiên cứu tại Học viện St. Mary. Và năm 1922, sau nhiều năm nghiên cứu không thu được kết quả đáng kể nào, thì một lần tình cờ Fleming phát hiện một đĩa Petri nuôi cấy vi khuẩn mà ông vô tình hắt hơi vào, sau 3 ngày được ủ trong tủ ấm. Ở đĩa cấy đó, khuẩn lạc không mọc được ở chỗ có dịch từ mũi ông rơi vào. Cho rằng, trong các dịch của cơ thể người tiết ra, có một chất có khả năng ức chế sự sinh trưởng của vi khuẩn. Fleming cùng người trợ lý của mình đã lấy mẫu tiến hành thí nghiệm với nước mắt, nước mũi, nước bọt, dịch vị của người. Kết quả đều giống nhau, chúng đều có tác dụng ức chế tương tự nhau. Và sau đó không lâu, Alexander Fleming đã cho công bố về việc phát hiện ra một chất mà ông gọi là lysozyme,
một chất do chính cơ thể con người tạo ra, có thể tiêu diệt một số vi khuẩn. Nhưng theo ông thì nó không thể diệt một số vi khuẩn có hại đặc biệt với loài người. Lysozyme là phát hiện độc đáo, nhưng vai trò kháng khuẩn không rộng, không có tác dụng trên nhiều loại vi khuẩn gây hại. Nhưng cũng nhờ phát minh này, Fleming trở nên nổi tiếng, được thế giới y học Anh biết đến. Kiên trì tìm kiếm kháng sinh penicillin thuần khiết. Trong một thời gian dài, Alexander Fleming kiên trì thực hiện các thí nghiệm nuôi cấy liên cầu khuẩn để tiếp tục đi tìm giải pháp mà ông mong muốn. Vào ngày 28 tháng 9 năm 1928, khi người phụ tá của Fleming mở một đĩa Petri đã cấy vi khuẩn để lấy vi khuẩn đi nghiên cứu, thì anh phát hiện thấy trong đĩa Petri ấy xuất hiện một loại nấm màu xanh nhạt. Báo cáo với Fleming về điều này. Sau đó, anh đem đổ đĩa Petri ấy vào một cái đĩa khác. Lúc ấy, trên đĩa Petri cũ còn lưu lại những đường vân xanh của loại nấm màu xanh lam ấy. Fleming thấy vậy, ông nghĩ rằng đó là dấu vết lưu lại của những vi khuẩn đã chết. Ông bèn lấy một giọt dịch của đĩa Petri bỏ đi ấy, đem quan sát dưới kính hiển vi. Thật ngạc nhiên khi ông phát hiện rằng không hề có dấu vết của liên cầu khuẩn trong đó. Điều này đã khiến cho Fleming cho rằng loại nấm xanh đó đã tiết ra một chất có khả năng ức chế sự sinh trưởng của vi khuẩn. Vì thế, ông đã chuyển sang nuôi cấy loại nấm đó. Sau đó, ông cho sợi nấm vào các dung dịch chứa vi khuẩn thương hại, vi khuẩn lỵ, phế cầu khuẩn, não mô cầu. Kết quả cho thấy các loại vi khuẩn thương hại, lỵ vẫn phát triển mạnh bình thường, còn các loại cầu khuẩn kia lại chết hết toàn bộ. Lúc này, Alexander Fleming tin rằng phán đoán của mình là chính xác. Giáo sư Fleming đã đem phát hiện của mình ra công bố vào năm 1928, đồng thời ông cũng nói rằng vào lúc đó ông chưa thể chiết tách được penicillin từ nấm Penicillium. Trong 10 năm sau đó, ông âm thầm làm các công việc khác trong khi vẫn tìm cách chiết tách penicillin. Đến năm 1938, Fleming nhận được thư của hai nhà khoa học từ trường đại học Oxford là Earl Borrichan và Howard Gunther Florey, với lời đề nghị được hợp tác với ông để tiếp tục thực hiện công trình nghiên cứu về penicillin. Và sự hợp tác đã mang lại thành công. Tháng 8 năm 1940, báo cáo kết quả nghiên cứu đã được công bố trên tạp san khoa học Lancet. Năm 1941, nhóm đã chọn được loại nấm penicillin ưu việt nhất là chủng Penicillium sirogenium, chế ra loại penicillin có hoạt tính cao hơn cả triệu lần penicillin do Fleming tìm thấy lần đầu năm 1928. Nhờ vào phát hiện quan trọng của Fleming vào năm 1928, thuốc kháng sinh mới có thể được phát triển và sử dụng rộng rãi như ngày nay và góp phần cứu tính mạng của vô số con người. Vào năm 1945, giáo sư Alexander Fleming được trao tặng giải thưởng Nobel về y học cùng với Ernst Borrichan và Howard Gunther Florey nhờ vào việc thành công phân lập và sản xuất quy mô lớn penicillin. Ngoài ra, Fleming còn được nhận các giải thưởng danh giá như giải FRS vào năm 1943, Knight Bachelor vào năm 1944. Mặc dù con đường nghiên cứu rất gian truân, song Alexander Fleming luôn khiêm tốn nói rằng: "Tôi không phát minh ra penicillin, thiên nhiên đã làm điều đó. Tôi chỉ phát hiện ra nó một cách tình cờ." Chính Sigmund Freud, nhà sáng lập ra thuyết phân tâm học. Sigmund Freud, tên khai sinh là Sigismund Solomon Freud, sinh năm 1856, mất năm 1939, là một bác sĩ, nhà thần kinh học, nhà phân tâm học và là nhà tâm lý học người Áo gốc Do Thái. Ông là người đặt nền móng và phát triển học thuyết phân tâm học, một phương pháp lâm sàng để đánh giá và điều trị các bệnh lý được phát hiện, bắt nguồn từ những xung đột trong tâm lý, thông qua cuộc đối thoại giữa bệnh nhân và nhà phân tâm học, và lý thuyết đặc biệt về tâm trí và năng lực hành vi dân sự bắt đầu từ đó. Cho đến ngày nay, mặc dù lý thuyết phân tâm học của ông còn gây nhiều tranh cãi và người ta còn đang so sánh hiệu quả của các phương pháp phân tâm học của ông với các phương pháp điều trị khác, nhưng cũng phải thừa nhận rằng ông là một nhà khoa học, nhà tư tưởng có ảnh hưởng lớn trong thế kỷ 20. Từ nhỏ, ông đã thông thạo tiếng Latin, Hy Lạp, Pháp, Anh và Ý. Và năm 1881, ông tốt nghiệp bác sĩ y khoa tại Đại học Wayan. Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo vào năm 1885, ông được bổ nhiệm làm tiến sĩ về bệnh lý thần kinh và trở thành giáo sư liên kết vào năm 1902. Khi sáng lập ra phân tâm học, Freud đã phát triển các kỹ thuật trị liệu
như là sử dụng liên kết tự do và khám phá ra sự chuyển cảm, thiết lập vai trò trung tâm của nó trong quá trình phân tích. Trong tác phẩm sau này của mình, Freud đã phát triển cách giải thích và phê bình trên phạm vi rộng về tôn giáo và văn hóa. Tác phẩm của ông đã thấm nhuần tư tưởng và văn hóa đại chúng phương Tây đương đại. Mặc dù không phải là phương pháp đầu tiên trong thực hành trị liệu tâm lý bằng lời nói cá nhân, hệ thống phân tâm học của Freud đã thống trị lĩnh vực này từ đầu thế kỷ 20, tạo thành nền tảng cho nhiều biến thể sau này. Mặc dù các hệ thống này đã áp dụng các lý thuyết và kỹ thuật khác nhau, tất cả đã theo Freud bằng cách cố gắng đạt được sự thay đổi tâm lý và hành vi thông qua việc bệnh nhân nói về những khó khăn của họ. Phân tâm học có ảnh hưởng trong nhiều trường trị liệu tâm lý đương đại và đã dẫn đến công việc trị liệu sáng tạo trong trường học và với các gia đình và các nhóm. Vào năm 1930, Freud đã được trao giải Goethe. Sau khi Đức sáp nhập Áo vào tháng 3 năm 1938, Freud rời Áo để thoát khỏi sự đàn áp của Đức Quốc xã. Ông qua đời khi lưu vong ở Vương quốc Anh vào năm 1939. Stephen Frost mô tả di sản của Freud là một trong những ảnh hưởng mạnh nhất đến tư tưởng thế kỷ 20. Tác động của nó chỉ có thể so sánh với học thuyết Darwin và chủ nghĩa Marx. Henry Ellenberger nói rằng phạm vi ảnh hưởng của nó thấm đẫm tất cả các lĩnh vực văn hóa đến mức làm thay đổi cách sống và quan niệm của chúng ta về con người. 10. Robert Goddard, người chế tạo ra tên lửa. Robert Hutching Goddard, sinh năm 1882, mất năm 1945, là một kỹ sư, giáo sư, nhà vật lý và nhà phát minh người Mỹ. Ông được coi là người sáng tạo và xây dựng động cơ tên lửa nhiên liệu lỏng đầu tiên trên thế giới. Goddard phóng thành công tên lửa của mình vào ngày 16 tháng 3 năm 1926, mở ra kỷ nguyên của những chuyến bay vũ trụ và đổi mới. Ông và nhóm của mình đã phóng 34 tên lửa vào giữa năm 1926 và 1941, đạt độ cao đến 2,6 km và tốc độ nhanh đến 885 km/h. Các công trình của Goddard đã dự đoán nhiều sự phát triển sẽ khiến cho việc du hành không gian trở nên khả thi. Ông được gọi là người đàn ông đã mở ra kỷ nguyên vũ trụ. Hai trong số 214 sáng chế được cấp bằng của Goddard là tên lửa nhiều tầng vào năm 1914 và tên lửa nguyên liệu lỏng vào năm 1914 là các cột mốc quan trọng đối với việc bay vào không gian cũng như trong lịch sử chế tạo tên lửa. Chuyên khảo năm 1919 của ông, A Method of Reaching Extreme Altitude, một phương pháp đạt đến độ cao cực độ, được xem là các văn bản kinh điển về khoa học tên lửa thế kỷ 20. Goddard đã áp dụng thành công kiểm soát hai trục, con quay hồi chuyển và vector đẩy cho tên lửa, kiểm soát hiệu quả chuyến bay. Năm 1924, Goddard xuất bản một bài báo Làm thế nào mà tên lửa tốc độ của tôi có thể tự di chuyển trong chân không? Trên tạp chí Popular Science. Trong đó, ông giải thích vật lý và đưa ra chi tiết về các thí nghiệm chân không mà ông đã thực hiện để chứng minh lý thuyết. Mặc dù công việc của ông trong lĩnh vực này mang tính cách mạng, Goddard nhận được rất ít sự hỗ trợ về mặt tài chính cũng như tinh thần cho việc nghiên cứu và phát triển các công trình của mình. Ông là một người nhút nhát và nghiên cứu tên lửa không được coi là một nghề đáng theo đuổi đối với một giáo sư vật lý lúc ấy. Báo chí và các nhà khoa học đã nhạo báng lý thuyết của ông về việc du hành vào vũ trụ. Vì vậy, ông đã rất bảo vệ sự riêng tư và kín tiếng trong công việc của mình. Ông cũng thích làm việc một mình vì di chứng của một căn bệnh lao. Nhiều năm sau khi ông qua đời, vào buổi đầu của thời đại không gian, ông được công nhận là cha đẻ của ngành chế tạo tên lửa hiện đại, cùng với Robert Arnold Panteri, Konstantin Tsiolkovsky và Hermann Oberst. Ông không chỉ nhận ra tiềm năng của tên lửa trong nghiên cứu khí quyển, tên lửa đạn đạo và du hành không gian, mà còn là người đầu tiên nghiên cứu khoa học, thiết kế và xây dựng các tên lửa cần thiết để thực hiện những ý tưởng này. Công việc này là đóng góp quan trọng nhất của ông cho sứ mệnh hướng tới các vì sao. Trong sự nghiệp khoa học của mình, Goddard đã được trao tặng nhiều giải thưởng danh giá như Giải thưởng Congressional Gold Medal vào năm 1959, Giải thưởng Langley Gold Medal vào năm 1960, Huân chương Daniel Guggenheim vào năm 1964. Goddard Space Flight Center, trung tâm bay vũ trụ Goddard của NASA, được đặt theo tên của ông để vinh danh Goddard vào năm 1959.
Ông cũng được đưa vào đại sảnh danh vọng hàng không vũ trụ quốc tế vào năm 1966 và đại sảnh danh vọng không gian quốc tế vào năm 1976. Tạp chí Time xếp ông vào top 100 người ảnh hưởng nhất của thế kỷ 20. Tựu chung lại, top 10 nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế kỷ 20 bao gồm Leo Baekeland, cha đẻ ngành nhựa, Tim Berners-Lee, nhà phát minh World Wide Web, Rachel Carson, nhà động vật học và sinh học biển, Francis Crick và James Watson, nhà khoa học đồng khám phá ra DNA, Albert Einstein, cha đẻ của thuyết lượng tử, phát triển thuyết tương đối tổng quát, một trong hai trụ cột của vật lý hiện đại, Philo Farnsworth, người đã phát minh ra TV, Enrico Fermi, cha đẻ của bom nguyên tử, Alexander Fleming, người phát hiện ra kháng sinh penicillin, Sigmund Freud, nhà sáng lập ra thuyết phân tâm học, Robert Goddard, người chế tạo ra tên lửa. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video trên kênh Ý Nghĩa Sống qua phần tổng hợp và biên tập nội dung và giọng đọc của Jessica Thảo Nguyễn, kỹ thuật Phong Hồ. Rất mong chương trình sẽ mang đến cho quý vị và các bạn nhiều thông tin bổ ích. Kính chúc quý vị và các bạn cùng gia đình những điều tốt đẹp nhất. Đừng quên nhấn nút đăng ký và nhấn chuông để cập nhật những video mới nhất của chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chuyên đề tiếp theo của kênh Ý Nghĩa Sống.